Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình hay góp nhận 39 đô tốc cần Amaterasu. Thì chương trình hay góp này gần đêm cho 2000 member may mắn nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video của mình. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh góp nè. Rồi bạn join sao các bạn. Sau đó trên tàu Twitter thì các bạn follow và copy hashtag này và tag 3 người bạn các bạn. Trên tàu Twitter nó các bạn theo dõi nè các bạn. Dự án khá là đẹp. Dành cho 2000 winner may mắn. Các bạn like nè các bạn. Các bạn kích dẫn bài viết để game nè. Các bạn dán hashtag nó vào nè. Và tăng 3 người bạn mình vào nè các bạn. Để tôi quýt lên nè. Sau đó các bạn nhấp vào cái link phong này nè các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn để địa chỉ email của bạn vào nè. Dòng thứ hai thì bạn điền là username tại Twitter từ bạn đã follow hay group nè. Dòng thứ ba các bạn điền là username Telegram bạn đã xoan xào hay group nè. Dòng thứ ba thì các bạn submit địa chỉ BNB Smartchain S20 trên YouTube Wallet của các bạn nè. Rồi ta các bạn submit địa chỉ BNB Smartchain Wallet của các bạn BC nè. Sau đó nó hỏi các bạn top cần này sẽ đích sàn nào thì bạn chọn đại sàn nào bạn thích nha mà. Mình thì chọn Binance. Sau đó thì nó hỏi các bạn top cần này nó sẽ chạy thêm nền tảng nào nữa. Đây câu hỏi dịch ra đây các bạn. Bạn muốn xem CEX nào được liệt kê trong đây BNB. Liệt kê rồi có chuỗi cộng đồng khác mà bạn muốn sử dụng ngoài BC không thì các bạn chọn thích mạng nào thì bạn chọn mạng nấy nha các bạn. Các bạn chọn đi tiếng Anh đi các bạn. Theo mình thì thích nhất là cái mạng Cardano, Chain, Avalanche, Chain. Mình thì thích cái mạng Polygon nè các bạn. Rồi các bạn muốn gửi người ta các bạn. Là xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 39 đô tốc cần Amaterasu đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.